Yo, hello, what's up, chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hiện tại, chính mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước là video cho anh em xem video, vẻ đầu video, anh em xem like và một đăng ký kênh, cũng channel phát triển nha, anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại ngày video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục pull code quà, quẩy sự kiện bên S27 của tôi, anh em qua đây pull code quà và quẩy sự kiện gọn nha. Ok, trước mắt thì cần quét qua các bạn, rồi, để xem nào. Điện thư thì hiện tại chưa quà cho anh em, tôi vừa làm quà tí nhiệm vụ thôi. Ồ, thêm một đồng người thùng bia đấy anh em, ngon lành. Rồi, chúng ta sẽ ghé qua sự kiện các bạn, xem qua con nàng này nào, quay đến đâu rồi. Trường mộ đặc biệt đang tầng 3, xuống quay cốc bia vàng. Bên này còn được 6 lần nữa là xong nè. 6848 đúng không, 480 xu là đủ anh em. Ok, vậy clip hôm nay là có khả năng là chúng ta sẽ pull được sự kiện cho con nàng này luôn anh em. Hiện tại hai con nàng kia thì hầu như là tôi đều một ạc thì xả hết tài nguyên, còn đồng ạc thì đã pull sự kiện các bạn. Có một con nàng này nữa thôi, quậy nó cho xong các bạn. Code hiện tại chúng ta có hai code, một cái là code tuần anh em và một cái là code VIP code chân. Còn cái kim còn có một cái kim 18 tuổi nhỉ. Một kim 18 tuổi tầm này chắc hết hạn rồi, mới bữa như tôi nhập hàng này đâu thì phải nhập chưa ta? Thật sự thì cá nhân mình cũng không nhớ là mình nhập chưa anh em, nên là phải check xem là đã nhập chưa nào. Nhập rồi các bạn, đã nhập rồi. Vậy là quên hát con dùng được các bạn nhé. Chúng ta có hai code. Nó có đe tuần và có đe VIP code truyền thuyết anh em. VIP code truyền thuyết bên này VIP 10 rồi anh em, nên là cũng sương sương thôi. Ok, nhưng nói chung là cũng được. Lợm anh em, thêm 50 thùng bia nữa là cũng ngon rồi. Tổng quà cũng được hơn 50 thùng bia, đã đùa đâu anh em. Ok các bạn nha. Không biết là xu vòng quay con nàng này còn chơi được không ta. À mà từ từ anh em ghé sự kiện á. Chúng ta ghé qua hồ hai hồn anh em. Là 100 anh em. À đồ được 90 nữa thôi à. Đồ được 90 nữa thôi anh em, chứ không phải 100 đâu ạ. Đồ được 90 thôi, theo bữa trước tôi đổi mất rồi. Vậy chúng ta nên lấy luôn 2 form đến chỉ 10 sao đi anh em, cho nó bén các bạn. Ván hay vẫn hơn. Được 15, 19 thùng bia, cốc bia vàng anh em, rồi. Ok. Được 200. Ồ, vé trên tay cũng hết hạn rồi các bạn. Cay nhờ. Vé trên tay hết hạn rồi anh em. Còn vé nào dưới này không ta? Ô, hết vé trên tay luôn rồi. Vừa tiệp săn gì các bạn. À đây 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 đây. Cay đờ nhờ. Ok, đi chơi này đâu các bạn, biết thế làm sao đó. Ok anh em. Qua nào. Ok các bạn, bung thôi. Tầm này thì cứ thế mà chơi thôi anh em. Thuận đường mà tính thôi. Vé trên tay nào. 260 xu. Một vòng. Ba vòng. Găm thêm ít thùng bia anh em, nói chung găm thêm ít thùng bia. Chứ găm xem ngon không? Ăn này mới ra được một pudding bể bơi rồi anh em, nhưng mà không đâu. Nhìn thấy thôi, ăn này mới ra được một pudding bể bơi rồi. Cũng ra gì này nọ để đùa đâu các bạn. Rồi ok, lượng quà nào. Thêm được 20 xu. Được 8 xu nữa các bạn, 8 xu nữa thì nó mới quay thêm một lượt nữa. Đập cốc bia vàng anh em. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách đó, chúng ta sẽ đi đập cốc bia vàng các bạn. 120 cốc bia vàng. Đấy luôn anh em, để xem hôm nay còn bao nhiêu thùng bia. Hàng này cũng đang dở vòng 3 rồi anh em, nó cũng hên xui thôi. Đen thôi, đọc quên đi các bạn. Ok, tới nào. Rồi đơ luôn anh em được xíu nha. Ok các bạn. 100 cốc bia vàng nữa. À mà quên. Quay luôn anh em, quên mất. Đập luôn xong rồi quay thôi anh em, đỡ rồi. Làm tiền đi các bạn. Có một xíu chứ mấy, xong ngay giờ mà. Ok, tới nào. Mấy gom được nhiều không ta, mong rằng được nhiều chút anh em. Đặc biệt là xu quay ấy cơ. Tầm này xu quay cao cấp anh em. Bên này như nãy là đang dở, cũng đang dở vòng 3 anh em, đang dở ở ngay dưới. Thì chúng ta sẽ được thêm xu quay cao cấp anh em, còn nếu không thì không có đâu. Ok, mong rằng như vậy nha. Phanh kỳ à. Oopsie. Đi văn cốc.
Ok, lượm qua. Ngon lành rồi anh em. Rồi, ngon lành anh em, thêm đường lần sụp quay cao cấp nữa. Anh em của sự kiện sao rồi? Tôi thì vẫn cứ lanh quanh cái sự kiện, chưa đâu vào đâu hết được các bạn. À, mình bắn pi nào. Ok, chúng ta đến lúc tầng 40 của lần này rồi. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Thêm 10 thùng nữa anh em. Dương lên chìm khá là nhiều. Còn nãy giờ thì chúng ta mới được có 120 thùng bia thôi anh em. 29 thùng bia. Cái đời. Rồi, ra tướng là được rồi anh em. Không quan trọng hình thức các bạn. Quan trọng bây giờ chúng ta đập mà ra tướng mới là quan trọng. Bây giờ cứ nhả ra được khoảng 1-2 tướng Putin bể bơi với cả Sanji là được rồi. Ok, tới nào. Liệu có hay không đây? Có hay không để xuất hiện Putin bể bơi và Sanji hơi ẩn. Dạ, nghe hơi toàn các bạn, có vẻ Sanji này là tướng S ra phải cuối cùng, gần như cuối cùng của đợt này rồi anh em. Càng thế nhờ. Ok, tới nào, Tatsugi, Chaku, Luffy, Japan, Franky anh em. Càng thế. Ok, thêm được một bút đinh về bơi ngoài này thôi, chứ không được thêm trong kia anh em. Sự kiện, check qua sự kiện con nào. Chiêu mộ đặc biệt vừa tròn qua vòng thứ 4 anh em. Cốc bia vàng giờ phải 80 cốc mới được anh em. Xu vòng quay thì còn 3 vòng nữa mới hết được. Thuốc hoán đổi. Đinh bút đinh, shop giải ai nào. Shop giải được 2 dương gọn, 2 dương bút đinh. Nhưng mà bây giờ mở ra phải với điều kiện mở ra được xu vòng quay anh em. Còn nếu không thì cũng như nhau. Ok bạn có hay không đây? 100 xu các bạn. Chô, làm mì qua lồn em, ngon. Ichiji. Ôi giời. Mà có một thêm 8 xu này làm sao đủ anh em. X2 là 160 mà. Nộ nữa các bạn, đây. X2 là 160 các bạn. Đây thiếu đến tận 22 thùng bia nữa mới đủ các bạn. Cay nhờ. À đúng rồi, xém quên anh em, chúng ta còn sự kiện web mà. Ừ, ghé qua sự kiện web chơi xíu đi anh em. Xém đâu hên hên để kiếm thêm ít quà. Ok, bạn xém nữa thì quên anh em. Chúng ta còn cái sự kiện web nữa anh em. Nộn, tôi đang nhập nộn rồi. Ok, lại nào anh em, nộn tài khoản. Ok các bạn, vô nào. Thêm lượt. Thêm lượt nào, ok. Ok các bạn, thêm 2 lượt nữa. Rồi, bữa nào này mở ra được dương đi anh em. Ok kìa. Bữa này mở ra dương đi anh em. À, đủ 5 lượt lại đổi tiếp anh em. Căng nhờ. Hết các bạn cũng không được gì ngon cả. Ok. À, chúng ta còn dương đây anh em. Trong này chúng ta có 50 cốc bia vàng, 50 số quay cao cấp. Cốc bia vàng hiện tại mở ra là vừa đủ. Đánh mốc 200. Dâu đen ạ. Ơi, mở nốt lấy 20 thùng bia đi anh em. Lấy 20 thùng bia đi các bạn, làm 30 thùng bia đi đập. Hiền xui tiếp các bạn. Kiếm một chút nhân phẩm coi. Liệu khó không đây? Ok anh em, còn là cuối cùng của sự kiện mùa này. Quậy có nói chung cũng tàn lát hết rồi, không còn gì nói nên anh em. Ngoài ra bên nhà phát hành cũng phát quà sự kiện mùa 1 tháng 6 rồi. Sáng tôi có video điểm qua cho anh em rồi. Ok, clip hôm nay thì đã kết thúc thôi. Đó, không còn gì để chia sẻ nữa. Clip kết thúc đây. Bye bye mọi người. Hẹn anh em một clip theo. Các bạn đừng quên để lại kênh một like và một đăng ký kênh của channel. Và các bạn có vấn đề. Oh, đây anh em. Các bạn có vấn đề hoặc thắc mắc gì vui lòng comment. Để lại comment các bạn ở dưới phần comment của video nhé.
chứ bắt đầu anh em đợi tôi 5 giây tôi hốt nốt cái phần quà cuối này đã anh em. 49 50 hoàn tất được cái quà này cũng ngon rồi anh em. 2k kim cương tuyệt vời. Ok, bye bye mọi người.